con với Thái bỏ đây cho mẹ nha. Thái bên này. Này cho con này. Thơm lắm. Mẹ bỏ cho gấu này. Con hái đi con. Này mẹ cho gấu cành nhiều này. Gấu nhặt cái ở bên rổ con vô cho mẹ gà. Đấy, gần xong rồi, để mẹ nhặt xong rồi đi phơi rồi đi vô nhà mẹ lấy bánh ăn nhá. Đi ăn bánh không? Gấu ăn bánh không? Đấy, gấu làm đổ hết của mẹ ra này. Gấu đây. Rồi, gấu đứng lên đi con. Đứng lên, hai chị em ngồi trong đây chơi cho mát, để mẹ ra ngoài kêu mẹ phơi nát nhá. Con này đổ lung tung ra này. Nắng con, ngủ con đâu? Đi ngủ trong mát mà con. Rồi, đi vô ăn bánh thôi. Mẹ phơi xong rồi mới chạy ra. Đi đi. Đi nào. Mẹ chưa cho mà cứ lăng xăng này, con cầm đấy. Tiêu man hả? Tiêu man để gì ăn? Nghe nào. Tiêu man à? Nhìn nha. Thôi không bóc nữa. Cái này mẹ bóc không có ăn nhưng mà đòi bóc cái đấy. Thế bóc rồi thì lấy ăn. Ăn đi. Ăn cơm xong.